Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầy tớ hay cha mẹ dân mà đối xử với dân như phường, xã hội đèn. Sau khi những người sử dụng mạng xã hội Việt Nam tạo nên làn sóng đồng loạt lên tiếng phản đối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì đã tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tối ngày 13 tháng 9 tại Nhà hát lớn Hà Nội quá rành ràng và phản cảm. Buổi lễ có ca múa nhạc không phù hợp với không khí tang thương của Hà Nội sau vụ cháy chung cư với hàng chục người chết cháy. Ở thời điểm đó, Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã yêu cầu tạm ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn của thủ đô từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 để tưởng niệm các nạn nhân của vụ hỏa hoạn này. Truyền thông nhà nước còn cho biết, trong khi Hà Nội dừng các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, thì nhiều nhà hát thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý như Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và Nhà hát Múa rối Trung ương vẫn tiếp tục tổ chức các buổi biểu diễn vào chiều tối ngày 16 tháng 9, một tiết mục ca múa nhạc trong lễ trao giải báo chí quốc gia. Vậy mà, trước phản ứng của dư luận xã hội, lập tức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý đối với những người lên tiếng chỉ trích lãnh đạo bộ này. Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã ký một công văn với mục đích dàn mặt dân chúng. Công văn này có đoạn như sau: các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý một số tài khoản Facebook đã lợi dụng vụ cháy để xuyên tạc, có bình luận phản cảm đối với lãnh đạo Đảng và Nhà nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và gây mất đoàn kết và niềm tin trong nhân dân. Được biết, cộng đồng mạng và một số cá nhân đã tiếp tục lên tiếng chỉ trích cách hành xử này của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Họ đã không nhận thấy cái sai của mình mà lại còn tìm cách sử dụng quyền lực của nhà nước để đe nẹt người dân cả nước. Đến mức ông Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương cho rằng đó là một cách ứng xử hoàn toàn không nên của Bộ Văn hóa và Thể thao và Du lịch, vì người Việt vẫn có câu một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Công văn do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã ký. Trả lời báo Thanh niên, ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết thêm, đấy mới chỉ là chuyện đau ốm thôi, còn đây là lúc hàng chục đồng bào của mình tử vong, hàng chục người khác bị thương rất nặng trong hỏa hoạn, trong lũ quét, thì cả tàu không chỉ buồn thương mà vô cùng đau xót, thương tiếc, buồn thảm. Ai mà dừng dưng được, ai mà đỡ cất lên câu hát, dù khe khẽ, lũ trẻ con chúng còn biết thế, huống hồ là tổ chức múa hát trên sân khấu những ngày buồn đau này, làm cho cả xã hội, cả cộng đồng mạng sôi cả lên. Và ông Nguyễn Thế Kỷ còn nói rằng đã làm trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì phải ý thức được mình là người phải làm gương cho cả nước trong các hoạt động văn hóa, nghi lễ, trong các ứng xử văn hóa ở tầm quốc gia. Những việc liên quan đến thảm họa, tang lễ thì ai cũng phải học hỏi sự bày dạy và quy định của cha ông. Xét về văn hóa, về tình người lại không thể chấp nhận được. Cộng đồng mạng nói chung cho rằng không thể chấp nhận được thói hành xử của các quan chức lãnh đạo Việt Nam với tâm lý y như quan phụ mẫu thời phong kiến vậy. Họ luôn tự cho mình là đúng, tự cho mình có quyền có thể làm bất cứ việc gì, và người dân không ai được quyền phản đối. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Tạ Quang Đông: hàng chục năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục vận động học tập theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của ông Hồ Chí Minh. Nhưng không hiểu các lãnh đạo Việt Nam có như câu nói nổi tiếng của ông Hồ rằng cán bộ là công bộc, là đầy tớ của nhân dân, chính phủ làm không tốt, dân có quyền đuổi chính phủ. Và ông Hồ còn nói tiếp, dân chủ là để sao cho dân được mở miệng ra. Xin hỏi lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng và lãnh đạo các bộ ngành từ trung ương tới địa phương nói chung, họ sẽ nghĩ gì? Các ông bà là đầy tớ hay muốn làm cha mẹ dân mà hở ra là đời ăn thua đủ với dân như phường, xã, hội đèn vậy? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đề với bản tin lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầy tớ hay cha mẹ dân mà đối xử với dân như phường, xã, hội đèn. Vì sao cựu bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị bị tố cáo vi phạm xây dựng đằng sau những thế lực chống lưng? Đêm ngày 12 tháng 9, chung cư mini 9 tầng với 45 căn hộ ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bốc cháy dữ dội, khiến 56 người chết, 37 người bị thương.
Sau vụ cháy, theo tờ báo Việt Nam Express, ông Đặng Hồng Thái, cựu phó chủ tịch quận Thanh Xuân, người ký giấy phép xây dựng cho chung cư mini kể trên cho biết, ông từng ký quyết định xử phạt, cưỡng chế công trình vi phạm đối với chung cư này và giao cho phường Khương Đình thực hiện. Còn tiếp theo thế nào thì tôi không biết. Đó có lẽ là cách chối bỏ trách nhiệm của ông Thái. Theo giấy phép xây dựng của Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, cấp vào ngày 10 tháng 3 năm 2015, công trình chung cư mini này vốn chỉ được phép xây dựng ở riêng lẻ 6 tầng. Diện tích xây dựng tầng 1 là 167m². Tuy nhiên, chủ đầu tư đã biến công trình nhà ở 6 tầng thành chung cư mini 9 tầng, cộng thêm một tầng thượng, rồi chia thành 45 căn hộ để mà bán đi. Nguyên Bí thư Hà Nội, nhiều công trình vi phạm có thế lực chống lưng. Được biết, nhờ vụ cháy chung cư này, cư dân mạng xã hội mới nhớ ra việc ông Phạm Quang Nghị, cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã quên vào năm 2013, ông đã từng báo cáo Quốc hội rằng Hà Nội đã đặt mua máy bay trực thăng cứu hỏa. Song đến nay đã tròn 10 năm, người Hà Nội vẫn không biết dự án đó đang nằm ở phương trời nào. Phải chăng do bị nhắc tên nên đột nhiên ông Phạm Quang Nghị xuất hiện với phát biểu những công trình xây dựng vi phạm là có trúng lừng. Cụ thể, báo Tuổi Trẻ cho biết, tại hội nghị ấy lấy ý kiến của các cán bộ nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội về dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Vào ngày 18 tháng 9, ông Phạm Quang Nghị, cựu Bí thư Hà Nội, từ năm 2006 đến năm 2016 cho rằng không chỉ có tòa chung cư mini bị cháy ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xây vượt tầng so với giấy phép xây dựng, mà còn rất nhiều công trình xây dựng khác xây vượt tầng và vi phạm, mà đằng sau là những thế lực chống lưng. Theo ông Nghị tiết lộ, thực tế có công trình vi phạm bị lập biên bản xử phạt, xong lại cho tồn tại. Chủ đầu tư mong được phạt để hợp thức hóa vi phạm vì lợi nhuận từ sai phạm lớn hơn tiền xử phạt rất nhiều lần. Do vậy, khi bị xử lý, chính quyền không chỉ đương đầu với chủ công trình, mà còn cả với thế lực chống lưng đó. Thành phố cần nghiêm khắc xử lý trách nhiệm cán bộ trong việc để cho công trình vi phạm tồn tại. Nếu cấp dưới vi phạm mà không bị xử lý thì cấp trên phải bị xem xét. Ông Nghị đã nói như vậy. Hiện trường vụ cháy chung cư mini khiến cho 56 người thiệt mạng tại quận Thanh Xuân. Cùng dự hội nghị có ông Nguyễn Thế Thảo, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2007-2015, cũng cho rằng cơ chế chính sách chưa quy định rõ ràng, chưa định nghĩa thế nào là chung cư mini, do vậy phải bổ sung để khắc phục việc biến tấu nhà ở riêng lẻ thành chỗ trọ, tạo tiềm ẩn rủi ro. Cơ quan Quản lý Điện lực Hà Nội cho biết, hiện nay ở thủ đô có ước chừng hơn 2.000 chung cư mini đang hoạt động chui, nghĩa là nộp phạt để cho tồn tại. Vậy số tiền phong bì của các chủ đầu tư chung cư mini đã đút lót có thể lên tới vài ngàn tỷ đồng, đã chạy vào túi ai thì ai cũng biết. Giới quan sát và dư luận xã hội cho rằng phát biểu của ông Phạm Quang Nghị có thể sẽ khiến lãnh đạo Hà Nội hiện nay cảm thấy lạnh gáy, khi cựu Bí thư Thành ủy khẳng định rằng việc cán bộ quản lý, cán bộ địa phương phạt rồi cho tồn tại là hình thức đồng phạm tiếp tay một cách hợp pháp với sai phạm, nên cần phải xem xét, làm rõ trách nhiệm. Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini bị cháy làm 56 người tử vong. Phải chăng đây cũng là cách để Phạm Quang Nghị và Nguyễn Thị Thảo chối bỏ trách nhiệm để đổ tội cho lãnh đạo thủ đô thời sau, có nghĩa là Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy và Trần Sĩ Thanh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hiện nay phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn hai ông cựu chủ tịch là Nguyễn Đức Chung và Trung Ngọc Anh thì đã ngồi tù, chẳng biết ngày nào có thể hết án. Do đó, vụ việc cháy nhà lòi ra mặt chuột các chủ chung cư mini và các công chức quản lý ở cấp địa bàn chắc chắn đã phạm tội. Các chủ chung cư mini phạm tội cơi nới sai giấy phép, biến nhà ở riêng lẻ thành chung cư mini, kinh doanh mà không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. Còn công chức các cấp đã ký giấy phép xây dựng, công chức quản lý trật tự đô thị cũng như quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy. Tại sao chưa thấy đưa ra xử lý đây? Hiện chỉ mới thích khởi tố bắt tạm giam một mình chủ chung cư thì bao giờ mới xử lý tới các quan chức chống lưng ông này? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao cựu Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị tố cáo vi phạm xây dựng đằng sau là những thế lực chống lưng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất,
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de